Xua cái gì mà xuôi tận á mà. Đến đứng chết hoài đó. Tôi đi đâu vậy đó? Ủa? Vậy chứ hôm nay tôi đi đánh bài tôi đi đâu? Mua thuốc cho má chứ. Tiền đâu bố? Tiền mượn của bà bảy đâu? Đứt chết hết rồi bố ơi. Cô nói gì mà nghe được hả? Cô làm chị vợ kiểu gì vậy? Kiểu gì? Mười mấy năm rồi, cũ quá đi rồi, ông không biết sao mà còn hỏi. Tôi hỏi cô, tại sao ngày nào cô cũng đi bỏ cửa bỏ nhà cô vậy? Bánh phong lan của em đi còn hỏi đợi làm chi? Cô là vợ mà cô ăn nói gì hay sao? Tôi làm vợ anh mà đâu phải đầy tớ của anh, thì sao tôi phải quất phục loan kiều mỗi việc? Trong khi anh và má anh ăn rồi phè phạt nhờ ơi. Chắc chửi tôi hả? Ê ê ê, tao nói cho mày biết nha, mày làm gì tao? Ủa mày tưởng mày ngon lắm hả? Tại tao hết tiền nên mày mới chịu về nhà. Chứ tốt làm cái gì mà mày nói dễ đợi tao? Sai lầm lớn nhất trong đời là cưới con gì làm vợ. Vậy sao? Bây giờ mày hối hận chứ hả? Mày hối hận là muộn màng rồi. Tao nói thật cho mày biết nha, mẹ con của mày phải chẳng có tốt lành gì, cũng lường là tao thôi. Mẹ con cứ làm gì mà đừng giả tốt. Không phải sao? Mày nhìn vô nhà thấy cái nhà cửa của mày đi, đồ sổ tưởng bên trong đầy đủ tiền, chứ ai ngờ thùng lũng kêu to. Ôm trong tôi nâng ly chiều loàn, tới chân vào chấm rồi tôi mới biết cái nhà này tới thật mạc dông. Đã mạc thì cho có mạc luôn. Cô là người đàn bà hiểm độc muốn sống, dùng nhân các tỷ lệnh quyến vô cả nhau. Ai biểu thì đòi sập nó hầm, bây giờ còn tin cách gì ai? Trong gì vậy chứ? Mày đánh tao à? Thằng khốn nạn, thằng chơi đất. Nghĩ à, tôi là một con ác quỷ. Mày mới biết đây à? Từ dưới địa ngục âm mà mình nên với nhau cùng từng những cuộc vui này, thì còn chắc tôi không chọn đắng dở anh đã quá rành vì đời xưa. Đúng rồi, tôi đâu có lừa gạt anh đâu. Mỹ Anh ơi,
Diễn xuất chưa có đúng, để bữa nào học lại mới được. Cảm ơn cả nhà yêu cổ vũ cho hai anh em nha. Dạ, anh Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Phạm mà,